Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn cái mô hình Fullscale, là mô hình lớn đấy, để thử nghiệm mô phỏng cái điều kiện làm việc của mặt cầu Thăng Long. Và mô hình này được thực hiện tại công ty Thiên Trường là do chế tạo kết cấu thép, công ty Thành Hưng là chế tạo cái phần UHPC liên hợp, và thí nghiệm được đánh giá bởi trường Đại học Giao thông, phòng lát của Đại học Giao thông Vận tải. Xin ông Ngô Ngọc Quý, trưởng phòng thí nghiệm lát của Đại học Giao thông, giới thiệu về cái mô hình Fullscale thử nghiệm đánh giá cho mặt cầu Thăng Long. Thì về phòng thí nghiệm thì chúng tôi đã lắp dựng cái mô hình vào các vị trí và sử dụng cái thiết bị thí nghiệm hiện đại nhất hiện nay. Thiết bị thí nghiệm này thì có thể thử nghiệm để đánh giá cái mô hình này theo cái trạng thái làm việc. Là cái mô hình này chúng tôi đã tải tích đến cái tải trọng vượt tải đến 2 lần. Khi mà gia tải như thế thì chúng tôi đo đạc các cái thông số, đo biến dạng, đo độ võng, đo biến dạng ở trên các cái vị trí bất lợi nhất ở kết cấu thép như là trên bản mặt UHPC. Sau khi mà gia tải tích đánh giá cái mô hình này rồi thì chúng tôi đã thí nghiệm động, chúng tôi đã gia tải đến 2 triệu lần để đánh giá cái khả năng làm việc đồng thời giữa cái bản UHPC với cái bản thép. Theo tôi được biết thì cái mô hình này đã được thử trước khi là có cái lớp UHPC liên hợp để đánh giá cái bản mặt thép. Xin ông nói rõ thêm về cái thử nghiệm cái phần bản mặt thép trực hướng khi chưa có lớp UHPC. Khi mà chưa có lớp UHPC thì chúng tôi cũng đã tiến hành thử nghiệm gia tải tĩnh với cái tải trọng theo thiết kế để đánh giá cái biến dạng và độ võng của cái mô hình mà chưa có lớp UHPC. Thì sở nhà máy người ta sẽ đổ cái lớp UHPC lên, và mình cũng tiến hành thí nghiệm và đánh giá cái khả năng chịu tải của cái hệ liên hợp của UHPC và kết cấu thép. Sau khi có lớp UHPC liên hợp thử nghiệm xong ấy, thì cái so sánh đánh giá so với cái bản mặt thép trực hướng khi chưa có lớp UHPC liên hợp thì cái độ võng nó giảm đi như thế nào và cái độ cứng nó tăng lên như thế nào? Sau khi mà có cái lớp UHPC là cái kết cấu làm việc liên hợp ấy, thì cái độ cứng của cái hệ này nó đã tăng lên đến hơn 2,5 lần. Các cái biến dạng cũng giảm đi rõ rệt, nhất là những cái vị trí mà biến dạng kéo mà. Ở đây chúng ta nhìn thấy đây, tức là chúng tôi có để lại một cái phần mẫu này để mọi người có thể nhìn thấy cái cấu tạo của cái bản mặt UHPC liên hợp. Đây là lớp UHPC, cường độ cỡ khoảng 152 MPa và cường độ chịu kéo thực tế của nó là trên 9. Thế còn đây là cái lớp lưới thép D10 với cái bước là A50 theo cả hai phương, và cái chiều cao đặt lưới này là khoảng độ 40 ly. Và chúng ta nhìn thấy cái đinh start chống cắt, gọi là đinh neo chống cắt, được hàn bằng công nghệ plasma hàn nhanh lên trên mặt cầu, lên mặt bản thép. Và cái lưới đinh này sẽ thông thường là 150 trên 150 theo cả hai phương. Ở cái vị trí khe co ấy, tức là cái mối nối ấy, thì cái lưới đinh sẽ là 100 trên nhân với 150, tức là tăng cái khả năng chịu cắt lớn hơn. Đây là cái phần cấu tạo để lại để nhìn. Thế còn toàn bộ cái này là chúng ta nhìn thấy cái mô hình, và cái mô hình này được gắn lên trên cái tường phản lực kia để thực hiện cái việc là thử nghiệm tải trọng tĩnh cũng như là tải trọng động, nhưng mà theo cái mô hình làm việc là cái bản cánh hẫng, tức là cái bản cánh công sôn trên mặt cầu Thăng Long. Thế cho nên cái mô hình Fullscale này với kích thước là 3,3 m chiều ngang và 7,25 m chiều dài là một mô hình gần đúng nhất so với lại cái làm việc bản cánh hẫng của mặt cầu Thăng Long hiện nay trước khi phê duyệt cái dự án cũng như là phê duyệt cái thiết kế kỹ thuật thi công. Xin cảm ơn các bạn. Chúng ta vừa mới xem cái mô hình lớn và nghe thuyết minh về cái việc thử nghiệm mô hình lớn. Mô hình lớn này được thực hiện sau khi có mô hình nhỏ, và bây giờ chúng ta sẽ ra xem cái mô hình nhỏ chỗ kia. Mô hình nhỏ này được tiến hành đầu tiên. Đây là cái mô hình nhỏ chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn. Trưởng phòng thí nghiệm Ngô Ngọc Quý là cái người đã trực tiếp thí nghiệm cái mô hình nhỏ này với chiều ngang là 1,3 m và chiều dài là 3,3 m. Cái mô hình này
thì có cái chiều dày lớp phủ là 60mm UHPC liên hợp, thực hiện các cái đinh stud là 15-15 với cái lưới là 15-15 và cái lưới cường độ cao này, đây thép này cường độ cao D10, thì cái D10 này với cái bước cả hai phương là 10-10, 10cm x 10cm. Và chúng ta nhìn thấy cái bản mặt thép này là dày 14mm, ứng với lại giống như là cái bản mặt thép cầu Thăng Long. Và cái sườn hở này giống như là cái sườn hở mặt cầu Thăng Long với cái bước là 3m3. Cái mô hình này đã được thử trước khi là có cái lớp UHPC liên hợp này để đánh giá, và sau khi bản mặt thép mà chưa có cái lớp liên hợp, và đã được thử lại với cái điều kiện kiểm tra là ứng suất biến dạng, rồi là tải trọng và độ võng, cũng như là thử mỏi, tức là với 1 triệu chu kỳ. Chúng ta nhìn thấy là cái lưới này 10-10 với đường kính D10 nhưng mà không phải thép gai. Thế còn cái mô hình lớn về sau này chúng ta lựa chọn đã tăng cường lên, tức là D10 thép gai với cái bước là 50-50, tức là 5cm. Cái việc tăng cường cái lưới thép từ cái mô hình nhỏ sang cái mô hình lớn đã cho thấy là cái mức độ an toàn cao hơn rất nhiều so với lại cái mô hình nhỏ ban đầu. Thì các cái thí nghiệm đối với mô hình nhỏ này cũng là cái cơ sở để các nhà khoa học mà lựa chọn cái phương án này ngay từ ban đầu. Cái mô hình nhỏ này được thực hiện từ tháng 4 năm 2019 để phục vụ cái việc định hướng nghiên cứu lựa chọn cái giải pháp. Có phải như vậy không? Vâng. Sau khi có kết quả thử nghiệm mô hình này thì đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Lê Đình Thọ dẫn đầu cùng với lại vụ khoa học công nghệ và các vụ chức năng đã đến xem và nghe báo cáo cái mô hình này. Và trên cơ sở đó thì đã có cái định hướng là tập trung nghiên cứu để lựa chọn cái giải pháp UHPC liên hợp. Và như các bạn đã thấy, sau khi có mô hình nhỏ này, đến đầu năm 2020 chúng ta đã thực hiện cái mô hình lớn. Và cái kết quả cho thấy là cái việc thử nghiệm mô hình lớn cũng như mô hình nhỏ là cái kết quả rất là tốt và hoàn toàn đáp ứng cái yêu cầu thiết kế đặt ra, thậm chí là còn vượt cái yêu cầu thiết kế.